đấy các bạn, sáng nay mình cũng đi rừng các bạn, mình lên những khu vực gần đây đã gặp những cái hải châu này các bạn, mình chưa tới biển đâu, biển còn xa lắm các bạn. Bây giờ là mình đào mấy cây hải châu nhỏ nhỏ không các bạn, không có to đâu, đây lá nó rồi, toàn bộ một lá nhỏ nhỏ như vậy, mình cắt lấy cốt các bạn cho nó đứng vừa vừa mấy cái này thì chắc ở trên nó cũng là sao các bạn. Cắt lấy cốt đây. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ đào cây đầu tiên này các bạn. Đây là lá nho tròn, gấp lại đi các bạn, gấp nó cái củ không to, cái củ bự hơn ngay cái chân mình các bạn, hai thân. Mình đào cây đây các bạn, coi gốc hay chưa. Đây các bạn, mình đã đào nó lên, mình được cây đầu tiên này các bạn, bầu đất 15 phân, độ dày khoảng 8 phân, một cục đất riêng. Cái cây này được cái cú các bạn, mình thấy thích cái cú nó này, đây, thân cành đây, tạm thời mình đỡ vậy các bạn, mình bó lại đã, còn cái thân này mình hay tính sau. Đây các bạn, mình gặp một cây nữa các bạn, một cụm rừng đa thân, nhiều thân lắm các bạn. Để mình tính một bài nữa thôi, chiếc clip bao nhiêu. Nhiều. Cái thân lớn nhất là lớn ngón cái tay. Chiếc mình đào luôn cụm đây các bạn, cho nguyên tầng tin luôn, rất nhiều. Cái này thấy nó tròn vàng này các bạn. Chụp cái lá đã thiệt, lá ngoài tự nhiên nó đẹp không vàng cãi các bạn, nhưng mà mình trồng tết nén lại nó mới được dài nha các bạn. Thôi mình đào cầm đây luôn. Thế các bạn, mình thì học đào nãy giờ các bạn, chua cái bầu đất này một gian, chua bầu đất gần 40 các bạn, ba mấy, 35 bao bì các bạn. Mà những cây này các bạn nhìn cây cành nó này, đây. Mình muốn giữ được tất cả cái này thì buộc mình phải lấy bầu đất cho nó đảm bảo nhất các bạn, và phải nhẹ nhàng nhất nữa có thể, mà phải đảm bảo cho cái cây nhất có thể các bạn. Tại vì nó dạy cho anh em giao lưu còn cái khoản tiền cước nữa các bạn, nhưng mà mình phải cố gắng lấy cho nhẹ nhất có thể, mà phải đảm bảo sự sống cho cây, chứ không phải là mình lấy nhẹ mà đỡ cho cái cây nó nghéo thì không được các bạn. Cho nên là dù cho nặng nhưng mà mình tính kích cỡ cái bầu đất đó nó giữ được cái dàn tay cành đây thì mình ấy tính theo cái tỷ lệ các bạn, và mình cân đối cái bộ rễ nó mà mình gọt cái bầu. Mình tiếp tục đào nữa các bạn, mình đào nó lên rồi các bạn, cái bầu đất chiều rộng tầm gần 40 các bạn, hiện tại nó dày 15 phân, chiều rộng bầu đất là chắc 35-36 có đó các bạn, chưa tới 40. Bạn coi như này, tán nó này, chiều cao tầm 1m4 các bạn, tán ngang không 1m2, tròn tàn luôn. Bạn coi cây cành nó này, mình phải lấy bầu đất tích tích các bạn, để nó giữ hết dàn xương dêm này các bạn. Chuột xương dêm đau quá, một bầy thân một cụm rừng, lúc lên nào, lấy con các bạn. Giờ mình gọt lại mình bó bầu. Mình đã gọt còn được chân này các bạn, chiều rộng 30, chiều dài khoảng 35 các bạn, 35-36, độ dày khoảng tầm 10-12 phân các bạn. Thôi mình không phải gọt nữa đâu, mình gọt từng này thôi các bạn, còn năng nặng cỡ mình rắc mình dán xuống các bạn, cho nó đỡ giữ lại, nó giữ lại cái này này các bạn. Cách nữa là cái này đi luôn hả các bạn, cho nên cỡ nó nặng nặng mình rắc mình dán xuống. Cái này trồng vô cái chậu lọt lòng 50 này các bạn, chắc ăn luôn.
Bây giờ mình bó lại các bạn, một cây để dắt chết thôi. Mình bó xong cái kia rồi các bạn, bây giờ mình đào tiếp một cây ba thân nữa các bạn, thân bằng ngón tay, chỗ đây to ngón tay cái, ba cây một gốc. Làm tiếp cây này nữa mình xuống các bạn, dắt cái phơ lên đây, lá này nè các bạn, một cây này là ăn đẹp này. Là profit. Thôi mình đào tiếp cái thêm nữa các bạn, mình xuống mấy dây tơ hồng này, dây tơ hồng bu đầy cái cành nữa các bạn, mình gỡ ra mấy cái dây này nó làm lau cây này các bạn. Đu nó hút dinh dưỡng hút dinh dưỡng của cây các bạn. Bây giờ mình đào gấp đây tiếp tục dọn dẹp sạch sẽ rồi, coi cái gai nào nó chọt lỗ tay nữa. À không, cái gai đào sớm giờ các bạn, được có nhiêu đây mình đã nén. Ôi trời, nén cái ngầu tốn các bạn, chịu nấu nó bức. Chút cái nén khốc liệt, cái nén gió của biển đảo này chết chót các bạn. Mình ráng cái này nữa rồi chắc à. Mình cắm xuống chắc là làng rồi. Thôi, nén quá. Để mình nghĩ chập nữa mình đào luôn các bạn, cho xem luôn mình xuống. Mình đào lên rồi các bạn, mình đã gọt xong bầu đất. Đây đất hơn gan mình các bạn, tầm 25 độ dày, dư 10 phân các bạn. Ôi, thấy cục đất thưa chưa? Đây các bạn, đè lá nó đây. Bây giờ mình bó cái bầu này lại là mình xuống các bạn. Nặng rồi. Đây mình xong hết các bạn, ba cây, hai cây, hai cục đất, hơn cái to nữa các bạn, bụi cầm rừng to này. Chưa. Bây giờ là mình phải cặp cái thằng này với thằng này lại các bạn, hai thằng cặp lại rồi mới dắt xuống các bạn, chắc mấy chục ký đây, xuống cái bầu đất cái mà biết sao được bạn. Thôi mình đi, nó được ít vậy cũng được các bạn, ít coi nhưng mà bù lại là mình giờ mình trồng nó cái sự sống nó đảm bảo các bạn. Chứ còn mình hôm nay trời nắng quá mà đào mấy cây mà rủi ro mà nóng có đất thì nó còn tàn riêng là giữ mới được các bạn, nó không có đất là phải cái cốt thôi. Đây mình giữ được đàn riêng thì mình phải lấy đất nhiều các bạn, đó là đảm bảo sự sống cái cây của mình an toàn nhất. Thôi giờ mình chắc mình lôi ba cái cọc đất đây xuống khỏi rừng chắc là làng các bạn. Hẹn các bạn ở video tiếp theo, mình xin dừng video mình ở đây các bạn.